5 thói quen lười gây tổn hại cho sức khỏe. Đầu tiên là lười dùng kem chống nắng. Trên bề mặt da có lớp màng tự nhiên để bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời. Nếu phơi nắng quá lâu dưới cường độ lớn, lớp màng sẽ không có khả năng bảo vệ da. Từ đó các tia UV dễ dàng phá vỡ lớp kết cấu dưới da. Không sử dụng kem chống nắng là mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên trên da, tăng nguy cơ viêm và kích ứng da. Các tác nhân gây kích ứng như tia UV, ô nhiễm cũng có thể khiến da trở nên nhạy cảm và gây viêm da. Cụ thể hơn, bạn có thể bị cháy nắng. Các biểu hiện của da bị cháy nắng là ửng đỏ, bong tróc, ngứa ngáy. Đối với làn da nhạy cảm, tình trạng này sẽ nặng hơn so với các loại khác. Bạn cũng có thể bị tàn nhang, lão hóa da sớm, tình trạng mụn, nám và đồi mồi lăn nhanh. Mặt khác, bạn có thể bị ung thư da do tiếp xúc với tia cực tím. Thứ hai là thói quen lười uống nước lọc. Nhiều người trẻ không thích uống nước. Nước không màu, không mùi nên nhiều người cho rằng chúng nhạt nhẽo. Bạn cần biết trong cơ thể có khoảng 60% nước, nhưng trong ngày, cơ thể liên tục mất nước chủ yếu qua nước tiểu và mồ hôi. Như vậy, để ngăn ngừa tình trạng mất nước, bạn cần phải uống đủ nước. Viện Y tế Quốc gia Mỹ thường khuyến nghị nên uống 8 ly, tương đương với khoảng 2 lít mỗi ngày. Thói quen thứ ba nhiều người hay mắc phải đó chính là bỏ bữa sáng. Bữa ăn sáng là bữa ăn chính quan trọng nhất trong ngày vì nhiều lý do. Đây là bữa ăn đầu tiên sau 10 đến 12 tiếng đồng hồ ngưng ăn. Từ bữa tối hôm trước nên cơ thể còn được nạp năng lượng. Tuy ăn sáng có lợi nhưng những người trẻ tuổi thường bỏ qua bữa ăn này, đợi đến bữa trưa mới ăn do thiếu thời gian, đi làm muộn, v.v. Nhưng khi bỏ ăn sáng, bạn không thể tăng cường năng lượng, tinh thần để kích hoạt các chức năng sinh lý, dinh dưỡng cho cơ thể cũng thiếu hụt. Không ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa. Thói quen thứ tư là không đánh răng. Các nha sĩ nói rằng giữ cho hơi thở thơm mát có thể cải thiện mối quan hệ của bạn với người khác và giúp giải quyết các vấn đề như bệnh nha chu. Đồng thời đánh răng giúp loại bỏ nguy cơ sâu răng, viêm lợi, giảm nguy cơ suy tim, theo nghiên cứu trên tạp chí Phòng ngừa Tim mạch châu Âu. Và thói quen cuối cùng là không tẩy trang khi đi ngủ. Rửa mặt bằng nước hoặc là sự rửa mặt thôi là chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm và bụi bẩn bám trên da mặt. Sự rửa mặt chỉ có tác dụng làm sạch bụi bẩn và bã nhờn trên bề mặt, duy trì độ mềm mịn, giúp lỗ chân lông được thông thoáng trong trường hợp không trang điểm. Không tẩy trang làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tiết dầu, viêm mắt. Khi da hấp thụ nhiều bụi bẩn, mỹ phẩm và dịch trên bề mặt, da sẽ ngày càng tệ hơn. Dù mệt mỏi đến đâu, việc đầu tiên bạn nên làm khi về nhà, đó chính là tẩy trang.